Tháng 8 năm 2020, qua quá trình thực địa, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ đã tìm được giống phong lan rừng kiều tím quý hiếm và đưa về bảo tồn lưu trữ tại vườn lan của Ban Quản lý. Tại vườn, hiện đang bảo tồn 18 giỏ lan kiều tím như vậy. Lan kiều tím được mệnh danh là loại đẹp nhất trong họ thủy tiên. Nó có bộ rễ khỏe nên dễ chăm sóc, là loại cây ưa ẩm, ưa nắng, có thể chịu nóng tới 38 độ C và lạnh tới 3,3 độ C. Ngoài lan kiều tím thì giống lan hạc vĩ, loại lan có tên trong sách đỏ Việt Nam. Rồi trước đó, lan gấm trung bộ hay còn gọi là lan kim tuyến và lan nhất điểm hồng cũng đã được tìm thấy. Điều này cho thấy sự phong phú và đa dạng của các loại lan rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Chúng tôi thu thập các cái mẫu vật về để lưu trữ để nhằm mục đích là chúng tôi sẽ phát triển những cái nguồn lan này. Một phần là chúng tôi sẽ đưa lại cái lan này về với cái tự nhiên. Một phần nữa thì chúng tôi lưu giữ đấy. Đấy là những cái mẫu vật mà quý. Thực hiện đề tài nghiên cứu bảo tồn một số loài lan rừng quý hiếm và có giá trị kinh tế tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh. Nhóm nghiên cứu đã điều tra thống kê được 28 loài lan thuộc 11 chi. Trong đó, 11 loài trước đây đã được ghi nhận có ở khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và 17 loài lan ghi nhận được trong đợt điều tra này. Cụ thể có 14 loài được ghi nhận qua quan sát trực tiếp ngoài thực địa. 3 loài được ghi nhận qua mẫu vật lưu giữ tại các hộ dân. Hiện ban đã xây dựng được vườn lưu trữ và nhân giống lan rừng rộng 150 m². Số lượng lưu trữ tại vườn là 35 loài với tổng hơn 620 giỏ. Qua theo dõi các loài sinh trưởng và phát triển bình thường, đơn vị đã triển khai nhân giống bằng phương pháp tách nhánh và thân giả hành. Hiện nay đã nhân giống được 5 loài với gần 1.400 cây có giá trị kinh tế cao. Điều tra đánh giá được tồn tại của cây lan ngoài tự nhiên, đặc biệt là một số loài quý hiếm. Hai là xác định được cái nguy cơ nó làm cạn kiệt cái lan rừng. Và cái thứ ba là xác định được cái vùng phân bố của cái lan ngoài tự nhiên. Và cái thứ tư là mình xây dựng được quy trình bảo tồn và nhân giống cái để vừa phục vụ công tác bảo tồn và vừa phát triển trong thời gian tới. Các giống lan rừng tuy có sức sống mãnh liệt nhưng để bảo tồn nhân giống và phát triển các nguồn gen quý hiếm thì việc chăm sóc cần phải được thực hiện bài bản, đảm bảo yêu cầu cần thiết về chế độ nước tưới, ánh sáng. Trong khi mùa đông chỉ cần tưới nước mỗi ngày một lần sau 7 giờ 30 phút sáng thì mùa hè phải tưới nước ngày 2 lần, buổi sáng trước 6 giờ và buổi chiều sau 17 giờ 30 phút. Ngoài chế độ nước tưới thì định kỳ phun thuốc trị bệnh phải đảm bảo cho lan mỗi tháng một lần và phun phân bón là 15 ngày một lần. Tại vườn lan của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, giá thể sử dụng để bảo tồn lan là vỏ thông. Trước đó, vỏ thông được xử lý bằng chế phẩm Bencona bằng cách pha theo tỷ lệ 10ml Bencona hòa vào 1 lít nước, sau đó ngâm vỏ thông trong dung dịch từ 30 phút đến 60 phút trước khi vớt lên để ráo rồi sử dụng. Để giữ độ ẩm giúp lan sinh trưởng tốt thì còn có thể rải một lớp rêu sâu phía trên vỏ thông. Tuy nhiên, rêu sâu cần được thay thế mỗi năm một lần để tránh nấm và vi khuẩn. Lan tự nhiên thì chỉ cần chế độ chăm sóc phân thuốc cũng như phòng bệnh định kỳ bình thường là có thể phát triển được. Chúng tôi tiến hành bảo vệ những giống lan có tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, bảo vệ tận gốc. Thứ hai là sử dụng các biện pháp bảo tồn chuyển vị, nghĩa là những cây lan có giá trị khoa học cũng như kinh tế cao, có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ chúng tôi đưa về nhân giống bảo tồn và nhân giống tại vườn lan bảo tồn tại Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, và là tiếp tục chăm sóc và nhân giống tại vườn bảo tồn. Theo đề xuất của nhóm nghiên cứu, thời gian tới các ngành chức năng cần thực hiện việc giám sát diễn biến quần thể đối với hai loài kim tuyến trung bộ và lan kiều tím, thu thập đúng pháp luật một lượng giới hạn hai loài lan quý hiếm để làm nguồn giống, thực hiện nhân giống hai loài lan quý hiếm phục vụ công tác bảo tồn và sản xuất thành hàng hóa nhằm giảm áp lực khai thác của loài này ngoài tự nhiên. Đề tài hiện đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đồng ý nghiệm thu, đánh giá, xếp loại đạt yêu cầu. Việc thực hiện đề tài không những có ý nghĩa về mặt bảo tồn mà còn kỳ vọng sẽ mang lại giá trị thiết thực
trong việc khai thác phát triển nghề trồng lan để phục vụ nhu cầu của xã hội, giảm áp lực đối với các loài lan trong tự nhiên. Trong thời gian tới thì chúng tôi cái thứ nhất là giao cho là ban quản lý bảo cây gỗ là tiếp tục theo dõi, và đồng thời là chúng tôi cũng đang theo dõi tiếp để là đánh giá cái khả năng phát triển của một số cây dòng lan quý hiếm, và trong tương lai thì đang tiếp tục theo dõi và sẽ là phổ biến nhân rộng trên một số cái địa bàn khác. Trong tương lai, bên cạnh tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về nhân giống và gây trồng các loài lan quý hiếm nhằm phục vụ công tác bảo tồn, thì Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ sẽ chuyển giao kỹ thuật để người dân vùng đệm có thể trồng, nhân giống lan rừng, vừa tạo thu nhập, vừa hỗ trợ có hiệu quả cho công tác bảo tồn và phát triển các loài lan quý tại Hà Tĩnh.